Cụ thể, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer, với các điều kiện như Nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 5, 2021 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong tờ trình số 341 ngày 3 tháng 8, 2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine. Dự kiến trong quý 3 và quý 4 2021, vaccine sẽ về hàng tuần. Theo Bộ Y tế, vaccine Comirnaty của Pfizer Biotech là vaccine RNA giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại. Sau đó, protein vô hại này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể, tạo kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Vaccine mRNA không làm thay đổi hoặc tương tác với DNA của người được tiêm chủng. Vaccine Comirnaty của Pfizer Biotech được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua chấp thuận sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 31 tháng 12, 2020. Vaccine này đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành và sử dụng. Tại Việt Nam, vaccine Comirnaty của Pfizer Biotech đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.